Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Đức sẽ giới thiệu cho mọi người một món ăn mới, đó là món hủ kỳ cuộn thịt kiểu Singapore. The name of the ingredients in the video by English will be in the comment section of YouTube. Ở bước này chúng ta sẽ sử dụng lòng trắng của trứng để mình thoa lên cái miếng tàu hủ kỳ. Sau đó mình sẽ cuốn lại và dùng lòng trắng trứng để mình dán nó lại luôn nha. Đây là bước rất là quan trọng để khi mà hấp xong rồi mình đem đi chiên thì tàu hủ kỳ sẽ tạo ra một cái độ giòn. Lưu ý khi chúng ta hấp để sử dụng sốt dầu hào thì chúng ta nên hấp 10 đến 12 phút. Bước thứ hai, nếu mình muốn ăn theo kiểu chiên giòn thì mình chỉ cần hấp 5 phút thôi. Sau đó mình sẽ đi chiên với lửa vừa. Ở video này thì Đức sẽ giới thiệu cho mọi người cách đơn giản nhất là đem hấp, sau đó mình sẽ sốt dầu hào. Singapore, oh Singapore, sunny island, set in the sea.